Này việc lâu quá. Mẹ nó hiển thị mẹ, AC đi 5 mẹ. À, nó hiển thị trên luôn hả? Ừ. Mà cái hồi nãy đó, nhưng mà... À, cái đó luôn hả? Đó, bút đề bi. À, bút đề bi. 5C. À. Cuối cùng là... Đúng rồi. D5. Cái hồi nãy á, 1-1 nè. Mà giờ 1-1 nó mới nhận được à. Đó, đó nè. Dạ, à đúng rồi đó. Nó đang bút đi nè, mà sao không có gán nè. Như vậy là phải được rồi nè. Đúng rồi, bình thường như vậy là được rồi. Tự nhiên cái này nó bị gì hả? Ừ. Dạ. Tự nhiên nó bị hả? Tự nhiên nó bị chứ. Để trả lại nó chạy được không? Nếu mà nó còn bọt chạy cũng được. Nhưng mà nếu mà lỡ nó rớt một con trên đường đó thì anh biết hả? Thì anh biết rồi đó. Rớt cầm dây. Nói chung là cái lúp này nó cũng đang bị lỗi nhiều lắm, cũng 4-5 con nó lỗi liên tục à. Nhưng được cái là nó nhấp nháy, cái nào lâu thì nó mới rớt, mình nhấn reset cái. Nói nhiều khi bữa giờ cái này nó bị hư á, giờ nó đi thiệt á. Dạ. Yeah. Cắt lớp thì được hả? Hả? Cắt lớp thì được. Má vải đạn. Giờ vô đổi lại. Trời ơi. Người khác nó điên vậy đó. Lấy từ đúng không? Để hiểu luôn à. Nhiều cái không hiểu luôn đúng thiệt chứ. Là nó được rồi đó. Đâu có logic gì đâu. Ừ, đâu có logic. Mình không hiểu. Đâu có
con là đi xe rồi thấy cái kẹt nó có khô vậy.